các cái đi lăng trước khi dòng nồi xe này còn zin luôn. Nó chạy lên tới đây nó đứng rồi, cái nồi nó đang khuyết rồi, nó bị mòn rồi, mình sẽ làm lại một cái lỗi nữa, nếu mình hết rung cả đầu nó kêu cọc cọc nữa. Đấy là rồi quay cho nó xem nha, giãn hơi giãn rồi. À, đây sau khi mình mới làm lại xong cái nồi chiếc đi lăng con, xe này chạy nó bị yếu hả chú, nó bị rung như vậy, rung cái đầu quá nó phục vào luôn, mới giới mặt nhau bay móc bệnh bì bẻ độ bố sắt rồi cho theo bà bên mình luôn ha, cái chuông còn hết luôn. Cái xe này mình đi thêm cái lọc gió đồ chơi á, giúp anh em tiết kiệm xăng ha, nó qua đủ gió thì gió rất là lớn nha anh em. Anh em đi nó đủ gió nó, anh em đi lọc gió zin đây nè, nó nghẹt lắm, nó vẫn mới vậy á không, nhưng mà anh em chạy thời gian á là bị nghẹt cái đường gió này lắm, hút cũng có đủ gió, anh em đi nếu là hao xăng ha, bỏ luôn rồi. Để mình đi hành mình bắt cái nồi cái lọc gió vô xong rồi mình test cho anh em xem sự khác biệt của cái nồi mình làm nha. Test cái nồi chiếc đi lăng sau khi mình làm xong nha anh em. Đi lăng này cũng khá cũ lắm rồi, nhớt rồi. Cái này sáng giờ nó hành từ sáng giờ luôn á, mới đi làm xong luôn. Nghe làm nồi với lọc gió nha anh em. Để em bắt cái nắm nồi cho mình ra mình test giả thử cho anh em xem nha.